Vâng, em chào tất cả các bác vào buổi chiều live nhé. Đó, hôm nay em có rất là nhiều loại luôn này các bác này. Combo này bao hỷ thì em cắt tỉa rễ sạch sẽ rồi nhá. Đó, bao hỷ này gồm có bao hỷ này, rồi quế tím này, rồi sóc hải âu này đầy đủ luôn nhá. Đó, và em thêm một cây nhãn nó bị dập ít lá này nhá. Nhưng mà không vấn đề gì đâu nha các bác nha, cây nhãn rất là đẹp luôn. Đó. Lô này em chỉ bán có 200k rất là nhiều luôn này. Đó, gần 3 kg luôn á. Đó, có 200k thôi. Đây là lô 1 này. Và tiếp tục là lô 2 này các bác ơi. Lô 2 là nhãn nguyên bản cực kỳ đẹp luôn, toàn lá mít này. Đó, một khúc này dính 3 cây, 4 cây, 3 cây này. Đó, cây này thì 2 cây bên này. Đó, lô này nó dính rất là tè le luôn này. Đó, cây này cũng lá mít luôn, đẹp nhá. Toàn hàng đẹp, hàng tuyển không nha các bác nhá. Đó, lá mít này. Đây, lá mít hết các bác này. Đó, toàn hàng đẹp không nhá. Đó, lô này em bán lô 3 này 250k thôi nhá. Đó, đây là lô 3. Rồi tiếp tục là lô 4 này. À, lô 2, lô 3. Còn tiếp tục là lô 2 này. Đây. Bây giờ em like ngược dòng, like hàng nào hàng đó nha các bác nha. Đó, tương tự số nào cũng được hết nhá. Đó, đây là lô số 2 này. Số 2 này em có, đây là quế tím này, còn cái to này 1 này. Đó, đây, quế tím toàn to to không nha. Đó. Cả khóm quế tím này, hai khóm quế tím này có 150k thôi nhá. Đây là lô 2. Tiếp tục là lô 4 này. Lô 4 này các bác này, một cây này, nguyên bản này. Đó, rất là đẹp luôn này, bản lá to nhá. Đó. Hai cây này to hơn này. Cây này thì to hơn này nhá. Đó, cây này thì to hơn này. Đó. Đây, lô này bán có 300k nhá. Đây là lô 4 nhá. Lô 4 này. Rồi tiếp tục là 5 này. Lô 5 này các bác này, đây 1 này. 2 này. Cây này bản lá rất là to, giống kiểu như lá mít đấy các bác ơi. Đó. Lô 3 cây này. Đó. Cây này thì 4 cây này. 5 cây nhá. Đó, 5 cây này, 5 cây trâu này em bán 400k này các bác này. Đó, đây là lô 5 nhá. Tiếp tục lô 6 này. Lô 6 này, cái lô này là cái lô hoa dài này. Đó, hoa rất dài, cực kỳ thơm luôn. Đó, hoa dài nhá. 2 này. 3 này. 4 này. Cây này dài rất là to này. Đó, 4 cây to này em bán có 400k nha các bác nha. Lô 6 nhá. 400k lô 6 này. Đó. Tiếp tục lô 7 này. Lô 7 này. Đó. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 cây nha các bác ơi. 9 cây này nhá. 9 cây này em bán có 300k thôi. Đó, đây là lô 7 nha. Tiếp tục lô 8 này. Đây lô 8 này. Lô 8 này có cây mít này. Đó, một cây mít bản lá rất là to luôn, đẹp luôn này. Đó, 1 này. 2 cây to này. 3 này. 4 này. Cây này lá mít giống kiểu như lá đồng xu luôn này. Đó, nó chỉ bị tét lá một xíu ở bên này nha các bác nha, nhưng mà không vấn đề gì đâu nhá. Sau này cái lá nó vẫn lành lại nhá. Đó. Cây bị thối mình mới sợ chứ bị tét lá không vấn đề gì đâu nha các bác ơi. 5 này. 7 cây này nhá. Đó, lô này 7 cây to này. Đó. Đây là 7 cây to này. Đó. Đó. Lô này em bán cái giá 500k này. Đó, đây là lô 8. Tiếp tục là lô 9 này. Đây là lô 9 này, to hơn này, 1 này. 2 này. 3 cây này bản lá rất là to này, cây lá mít này. Đó, đây là chuẩn lá mít luôn. 4 này. Cây này cũng lá mít này. 5 này. 6 7 này. 7 cây to hơn này. Đó, lô này bán 550k này, có cả lá mít này. Đó, lá rất là to luôn các bác ơi. Đó, lô này bán 550k nhá. Đây là lô 9 nha. Đó, to hơn lô 8 nhá. Đó, tiếp tục là lô 10. Lô 10 em có là phi điệp này. Phi điệp hàng buôn đôn cực kỳ hiếm luôn. Cái này rất là khó kiếm này các bác này. Lâu lâu em mới like mấy cái hàng này thôi nhá. Đó, ba mầm này. Còn lại thân già này rất là nhiều thân luôn. Đó, ba mầm gốc này. Đó, nguyên bản sẵn rồi. Cây này thì rất là dễ trồng luôn. Tại vì cây này là nó nguyên bản sẵn rồi. Rất là ok này, cho các bác mang về mà treo lên này. Đó, bụi này em bán có 800k thôi này. Đó, đây là lô 10. 800k quá rẻ cho các bác luôn nhé. Đó, đây là lô 10. Tiếp tục là lô 11 này.
Lô 11 em có hai cây nhãn rời, hai cây nhãn nguyên bản. Đó, một cây nhãn nguyên bản này. Hai cây nhãn nguyên bản này. Đó. Với lại hai cây nhãn rời này. Đây. Hai cây nhãn rời này. Đó, rất là đẹp lô nhãn này. Đó, lô này em bán chỉ có 200k cho các bác này. Đó, đây là lô 11. Tiếp tục là lô 12 nhá. Lô 12 là trâu này. 1 này. 2 này. 3 này, cây này bản lá rất là to này các bác này. 4 này, 5 này. 6 cây này. Đó, lô này 6 cây này em bán có 300k thôi nhá. Đó, lô này cũng to này. Đó, đây là lô 12. Tiếp tục là lô 13 này. Lô 13 là em có cũng có combo này. Đó, rất là nhiều combo, là sóc là nhiều luôn này. Đó, sóc là nhiều, có báo hỷ này. Đó, có báo hỷ sóc rồi hải âu này. Đó. Rồi em thêm một cây nhãn nó cũng bị dập lá nhá. Đó, nhưng mà không vấn đề gì đâu nha các bác nha. Đó, lô này em bán cũng 200k này. Đó. Em có ít cái đơn hàng thôi, bác nào yêu cầu hàng gì thì cứ gọi về theo số của em nha các bác nha. Giờ em chào tất cả các bác nha, chúc các bác buổi chiều vui vẻ nhé.